huấn luyện viên Andrea Pirlo tự hào về phản ứng của Ronaldo bằng hat-trick vào lưới Cagliari ở Syria. Vài ngày sau khi bị loại khỏi Champions League, Ronaldo ghi cả 3 bàn trong chiến thắng của Juventus. Cá nhân Ronaldo chịu nhiều chỉ trích vì không ghi được bàn nào, thậm chí mắc lỗi khi làm hàng rào để Porto ghi bàn trong hiệp phụ. Giống cả đội bóng, Ronaldo đã rất tức giận sau trận đấu với Porto. Cậu ấy đã đáp lại trên sân bằng cách ghi 3 bàn vào lưới của Cagliari, huấn luyện viên Pirlo chia sẻ trên The Corriere sau trận Juventus thắng. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Quả thực với tài năng và cá tính khá mạnh của mình, CR7 không ít lần trở thành tâm điểm của sự châm chọc và chế giễu. Thế nhưng mỗi lần như vậy, siêu sao người Bồ lại luôn biết cách tỏa sáng để khiến tất cả phải thán phục. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những đáp trả đầy ngọt ngào của Ronaldo dành cho những kẻ khiêu khích mình nhé. Trong trận đấu gặp Eibar tại La Liga mùa 2017-2018, Real Madrid đang bị đội chủ nhà dẫn trước và Ronaldo thì vừa bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn. Thế nhưng trước những tiếng chế giễu của cổ động viên Eibar, CR7 luôn biết cách để đáp trả lại nó. Chỉ một phút sau, Ronaldo thoát xuống và ghi bàn gỡ hòa ở tình huống đối mặt. Và sau đó 7 phút, siêu sao người Bồ hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Real Madrid với pha băng cắt đánh đầu cực kỳ đẳng cấp. Khi đó, cả sân vận động của đội chủ nhà đều im bặt trước màn trình diễn đỉnh cao của Ronaldo. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí về việc so sánh Ronaldo với Messi, Xavi đã có những lời lẽ hạ thấp CR7. Cựu tiền vệ của Barca cho rằng Ronaldo là một cầu thủ giỏi nhưng không phải là xuất sắc nhất trong lịch sử như Messi. Ngay lập tức, CR7 cũng đã đáp trả lại khi nói rằng: "Tôi không quan tâm Xavi nói gì khi giờ đây anh ấy chỉ chơi bóng ở Qatar. Anh ta có mọi thứ từ C1 cho đến World Cup, thế nhưng anh ta không bao giờ có được quả bóng vàng." Ở trận tứ kết cúp FA năm 2007, Ronaldo khi đó còn chơi bóng cho MU đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Khi đó, CR7 bị cho rằng đã cố tình ngã vờ trong vòng cấm và kiếm về một quả penalty cho Quỷ Đỏ. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, khi được hỏi về vấn đề này, Ronaldo đã có câu trả lời đầy ngạo nghễ: "Có lẽ họ ghét tôi vì tôi quá xuất sắc." Trước trận gặp AS Roma ở vòng 1/16 Champions League năm 2016, có một phóng viên đã đặt câu hỏi về phong độ ghi bàn của Ronaldo ở những chuyến làm khách. Khi đó, CR7 chỉ đáp lại: "Liệu anh có thể kể tên cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn tôi từ khi chuyển đến Tây Ban Nha?" Ngay sau đó, ở trận làm khách trên sân Olympico, Ronaldo đã lập một siêu phẩm để đời và giúp Real có lợi thế lớn ở trận lượt về. Năm 2005, khi mới 19 tuổi, Ronaldo đã phải hứng chịu rất nhiều tiếng la ó và huýt sáo từ các cổ động viên Arsenal trong chuyến hành quân của MU tới sân Highbury. Khi đó, pháo thủ là đội bóng rất mạnh và CR7 thì mới chỉ là một cầu thủ thuộc dạng tiềm năng. Thế nhưng để đáp lại những hành động đó, siêu sao người Bồ đã lập một cú đúp và giúp cho MU giành chiến thắng ngay trên sân của Arsenal. Quả thực, màn trình diễn thượng hạng của Ronaldo đã khiến cho mọi khán đài trên sân Highbury phải im bặt. Dried out tears of sorrow.
Mới đây, Juventus đã phải nhận thất bại cay đắng trước Porto và bị loại ngay tại vòng 16 đội UEFA Champions League. Đương nhiên, CR7 chính là người cảm thấy bất lực nhất khi không thể giúp lão bà đảo ngược tình thế dù đã rất cố gắng. Thế nhưng ngay ở trận đấu sau đó tại Serie A, Ronaldo dường như đã trút hết mọi sự bực tức lên Cagliari khi anh thi đấu như lên đồng với một cú hat-trick giúp Juve tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch. Khi còn giữ cương vị chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã từng có những hành động chế nhạo Ronaldo trong một buổi thảo luận với sinh viên Đại học Oxford. Cựu chủ tịch FIFA cho rằng CR7 giống như một người sĩ quan chỉ đạo trên sân và không xuất sắc bằng Messi. Và ngay ở trận đấu sau đó, chân sút sinh năm 1985 đã đáp trả bằng một cú hat-trick cực kỳ mãn nhãn. Đặc biệt, Ronaldo còn thực hiện một màn ăn mừng theo kiểu chào quân đội, giống như cái cách mà Sepp Blatter đã từng châm chọc anh. Trên thực tế, mối quan hệ giữa CR7 và những fans hâm mộ của Real Madrid cũng không mấy tốt đẹp. Và chỉ cần Ronaldo có một vài pha xử lý lỗi trên sân, một bộ phận cổ động viên này ngay lập tức dành cho anh những tiếng la ó hay huýt sáo. Thế nhưng CR7 cũng luôn biết cách đáp trả bằng những màn trình diễn trên sân. Chỉ sau pha xử lý lỗi một phút, chân sút 36 tuổi tạo ra siêu phẩm với một cú nã đại bác. Sau đó, Ronaldo còn hoàn thành nốt cú hat-trick của mình và đập tan mọi lời chỉ trích. Trong khi đang khởi động trước trận đấu với Armenia tại vòng loại Euro 2016, các cổ động viên đội chủ nhà đã liên tục gọi tên Messi nhằm chế giễu CR7. Thế nhưng Ronaldo dường như không mảy may quan tâm mà còn ra dấu hiệu để khiêu khích lại họ. Bước vào trận, siêu sao người Bồ lập một hat-trick và khiến các cổ động viên của Armenia phải nhận một cái kết đắng khi đã khiêu khích nhầm người. Sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Juventus ở vòng 1/8 Champions League năm 2019, các cổ động viên của Atletico Madrid đã có những lời lẽ khiêu khích Ronaldo. Khi đó, siêu sao người Bồ chỉ giơ 5 ngón tay ám chỉ 5 chức vô địch C1 của anh, trong khi đó Atletico thì chưa có một lần nào lên ngôi. Đến trận lượt về trên sân Juventus Arena, Ronaldo thi đấu như lên đồng khi lập một cú hat-trick giúp Juve giành chiến thắng 3-2 sau 2 lượt trận. Chân sút sinh năm 1985 cũng không quên đáp trả bằng cách cosplay màn ăn mừng của huấn luyện viên Simeone ở trận lượt đi. Có lẽ bài học rút ra đối với mọi fan hâm mộ bóng đá là đừng bao giờ khiêu khích CR7 nếu như không muốn nhận một cái kết đắng.
Và để xem thêm nhiều video thú vị như này nữa, like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.